La xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh shop kinh tế Nhật Phan Gia. Trong video ngày hôm nay thì Gia hân hạnh được mang đến cho mọi người tham khảo một dòng đàn mà có thể là không có quá nhiều người biết tới dòng đàn này. Dòng đàn này là một trong những dòng đàn guitar classic có thương hiệu vô cùng nổi tiếng và chứa danh tại Nhật Bản, và cây đàn này thuộc series 5 mang tên Arturias, và mời mọi người xem phần tem của cái đàn này trước nha. Rồi, ta sẽ mời mọi người xem tem nha mọi người. Rồi, khi mà chúng ta nhìn thấy cái tem đàn á thì mọi người sẽ có những cái gọi là nếu mà mọi người đã từng chơi qua những cái dòng mà Corderai, dòng Artist Model đó, thì mọi người có thể thấy được là đây là một cái tem gần giống như là một cây AST 50 hoặc là 60, có dòng chữ Handcraft và dòng chữ Asturias ở phía chính giữa tem, và model của cây đàn này là C5. Rồi, đây là một trong những cái cây đàn mang thương hiệu Arturias khá hiếm hoi tại Việt Nam. Tại Việt Nam thì cũng có những cái cơ sở, cũng có những anh chị cũng có đấu những cái thương hiệu Arturias này về. Tuy nhiên thì thương hiệu Arturias nó cũng số lượng nó cũng không quá nhiều mọi người. Và trong shop em đây thì có duy nhất một cây này thôi, Arturias C5. Và mời mọi người nghe thử nha. Mà trước khi mình đi vào đánh giá chi tiết tổng thể của cây đàn thì chúng ta sẽ nghe thử âm thanh của cái dòng đàn Arturias C5 này nó nghe như thế nào nha mọi người, và mọi người sẽ có cái đánh giá và quan điểm riêng của từng người. Mời mọi người nghe thử chất âm của em nó. Chắc hẳn mọi người đã có một cái đánh giá khi mà mọi người đã nghe được cái âm thanh của cây đàn này rồi. Có thể nói thì đối với Gia, cây đàn này là một trong những cây đàn có âm thanh nó rất là ngọt và cân bằng, khá là ngọt ngào, cân bằng, độ vang tốt, bội âm cũng rất là tốt luôn. Đàn Nhật thì không có chê được mọi người. Đối với những cây đàn mà đời series 3, series 4, series 5 thì càng mắc tiền, càng cao tiền, thì cây đàn mang lại cho chúng ta những cái chất âm mà sự nó ở dòng thấp hơn nó khó không có làm được, cũng như là cái gọi là cảm giác chơi trên cây đàn nó sẽ thật sự là nó hỗ trợ mọi người rất là nhiều về cảm giác chơi cũng như là âm thanh, thật sự rất là tuyệt vời trên những cây đàn cao cấp của Nhật. Rồi, đi vào chi tiết cây đàn này thì Gia sẽ nói về cái cấu hình gỗ của cây đàn này một chút xíu nha mọi người. Cây đàn này nó sẽ có một mặt top cedar, và đây là một mặt top solid. Lưng hông là Sherwood nha mọi người, lưng hông là Sherwood. Lưng hông là Sherwood. Nói về cái độ chi tiết trong thi công của cây đàn Arturias thì Gia đánh giá là cái độ hoàn thiện phải gọi là 100% luôn. Cái độ tỉ mỉ nó rất là tỉ mỉ. Nếu thật sự mà nếu ai chưa từng trải nghiệm cầm một cây đàn Nhật và cầm một cây Arturias, mọi người sẽ cảm thấy thật sự là mình cầm cái đàn lên và mình tự cảm nhận là nó thật sự nó rất là cao cấp và nó xịn, và những từng đường nét của cây đàn làm rất là trau chuốt luôn nha mọi người, rất là trau chuốt luôn. Phần mặt tớp của cây đàn nó sẽ có
vài cái điểm chày nha mọi người, vài cái điểm xước nhẹ. Đây ta sẽ chi tiết chỉ cho mọi người ha. Và mặt tớp cây đàn thì không nứt bể, chỉ có những cái dấu vết qua sử dụng qua năm tháng thôi, bị chày nhẹ xíu đây thôi đó. Rồi soi nha mọi người, em sẽ soi cho mọi người hết nha. Ở đây chúng ta sẽ có một vết cấn ở đây nữa, một vết cấn nhẹ ở đây không nứt bể, ở đây là dơ đó. Ngựa là zin nguyên bản, chưa qua xử lý dán lại gì hết nha mọi người, zin đó, ngựa zin đó. Rồi em sẽ soi chi tiết, có một vết cấn nè đó. Rồi ở đây thì nó có một vết cấn chày nhẹ nhẹ ở bên góc bên đây nữa. Rồi phần viền rất là đẹp nha mọi người, phần miệng thùng, viền miệng thùng rất là đẹp luôn. Rồi từ phần mặt tớp thì chúng ta sẽ có được là một cây đàn có một cái mặt tớp tương đối là còn tổng thể còn khá là đẹp, tuy nhiên sẽ có vài điểm chày nhất định. Rồi phần hông, rồi phần hông nha mọi người, rồi phần hông bên đây, phần hông thì tương đối là đẹp ít chày, và phần lưng. Phần lưng là có xước lông mèo nhẹ nha mọi người, quay trên camera thì sẽ không thấy đâu. Đây nó có một cái vết xước lông mèo nhẹ đây này. Đó, và những cái vết xước lông mèo nhỏ nhỏ khác. Có cái vết xước lông mèo này nó to này. Đó, khi mình nhưng mà nhìn tổng thể thì nó vẫn đẹp nha mọi người. Chỉ có vài vết xước nhẹ thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Đó, mình phải chấp nhận khi mà mình đã mua hàng high hand hả mọi người. Còn những cái cây đàn này nếu mọi người mua đẹp like new thì giá rất là đắt tiền, không hề rẻ một chút nào hết. Và thật sự là may mắn khi là người Việt Nam chúng ta cũng mua được những cái sản phẩm của Nhật, còn chất lượng và giá thì cực kỳ mềm luôn đó mọi người. Nếu mọi người không tin thì mọi người cứ lên mọi người xem qua những cái cửa hàng, những cái website bán đàn Nhật trên thế giới, thì giá của những cây đàn này nó rất là chênh lệch rất là nhiều so với mọi người ở Việt Nam và mọi người mua tại Việt Nam. Rất là rẻ và được rất là nhiều sự lựa chọn thật. Đó là một cái điều mà chúng ta may mắn đó mọi người ha. Còn đối với người nước ngoài á, người Úc, người Mỹ, kể cả người châu Á, mình là người bên Thái Lan á, họ bán những cây đèn này nè, vintage như thế này, kể cả những cái mặt hàng khác, họ bán giá rất là cao luôn, khó tiếp cận lắm. May mắn mình là người Việt Nam nên mua được những cái cây đèn này giá tốt. Rồi ok mọi người ơi, gót cần zin nguyên bản. Ở đây nó có một cái gót cần, nó có một cái chỉ ở trên đây nhìn rất là nghệ ha mọi người ha. Đó, gót cần zin nè. Cây đàn có một chỉ cần nha mọi người. Đó, và đây là chỉ cần thật nha. Rồi. Cổ cần. Đó, rất là đẹp nha mọi người. Đó, chỗ này nó có bị cấn nhẹ chút xíu. Đó. Rồi, các nẹp này là vẫn còn rất đẹp nha, khít khao, rất là mướt. Đó. Đầu cần thiết kế tối giản mọi người ơi. Bộ khóa. Mọi người thấy bộ khóa là mọi người thấy xịn này ha, bộ khóa rất là xịn luôn, bộ khóa cực kỳ cao cấp đó. Rồi phím gỗ, phím thép đẹp không mòn. Rồi cái đàn này thì đã kết thúc cái phần giới thiệu tổng quát cũng như là chi tiết cái đàn này. Cái đàn này có một cái cần cực kỳ thẳng nè, action dễ bấm đó, và gọi là thẳng, gọi là thẳng tuyệt đối nha mọi người, thẳng tuyệt đối nha. Đó, ngựa zin chưa qua xử lý và giá bán thì ra đánh giá là một trong những cái mức giá mà mọi người khó mà kiếm được ở trên thị trường, chỉ trong shop ra bán cái giá này thôi, khó mà kiếm được cái giá này ở ngoài thị trường, đó chính là 7.500.000 đồng, kèm theo cho mọi người một cái hộp nữa nhé để bảo quản cây đàn tốt hơn, kèm theo là dây mới đã lắp sẵn lên cây đàn cho mọi người luôn. Rồi nếu mọi người muốn âm thanh nó trở nên hay hơn thì mọi người nên đầu tư thêm một bộ dây Safari hoặc là những cái dây Hanapack cao cấp hơn để mang cho chúng ta một cái chất âm nó tốt hơn đó. Còn bên shop ra thì quy định rồi là tại nhiều đàn mọi người, nhiều đàn, rất là nhiều đàn, thế nên những cây đàn này thì ra đều lắp những cái bộ dây Alice AC139 thôi, nó cũng tầm chung thôi, nên mọi người thông cảm nếu mà mọi người có điều kiện hơn nữa thì mọi người nên xài một cái bộ dây xịn để cái âm thanh của nó thêm hay hơn. Về bản chất lắp bộ dây AC139 vô là âm thanh nó cũng rất tuyệt vời rồi mọi người. Đó, rồi nếu mọi người có nhu cầu cũng như là cần thông tin gì về cây đàn thì mọi người cứ liên hệ đặt hàng qua số Zalo của Gia để ở góc màn hình 0976546688. Gia sẽ kết bạn và tư vấn cho mọi người thêm những thông tin mà mọi người cần. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình để xem video của em. Và nếu lần đầu tiên tới shop
thì hãy cho Gia Sinh một lượt đăng ký với nha, cùng với nhấn một cái chuông để mọi người có thể nhận được thông báo sớm nhất từ Shop Gia. Hẹn gặp lại mọi người cùng với những cây đàn khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.